Kính chào quý vị khán giả đến với Góc nhìn văn hóa. Lúc này trên khắp mọi ngả đường đều đã thấy sắc xuân đang về. Ngày mai thì đã là ông Công ông Táo. Những ngày Tết luôn là khoảng thời gian bận rộn nhưng đầy háo hức của mọi người. Bởi sau biết bao vất vả, Tết là lúc được quây quần với gia đình, nhâm nhi những món ăn truyền thống và cùng hỏi nhau Tết này sẽ có gì trên sóng của VTV. Đã 17 năm nay, chiều cuối năm trở thành một điểm hẹn của mọi gia đình Việt Nam vào những chiều 30 Tết. Chương trình là tiếng nói của những người trẻ mang đầy khát vọng, hoài bão, tiếp nối thế hệ trước để cùng làm nên những nét vẽ rực rỡ cho bức tranh phát triển chung của đất nước. Vâng, rất nhiều những chương trình Tết đặc sắc Tết tới với quý vị trong Tết năm nay. Hoa Xuân Ca là một chương trình nghệ thuật với sự đầu tư công phu, hoành tráng, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Chương trình năm nay thì sẽ được phát sóng vào lúc 20:10 ngày 8 tháng 2, tức là ngày 29 Tết trên các kênh sóng và kênh số của VTV. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, VPBank là nhà tài trợ chính thức của chương trình. Trong những ngày cuối năm này thì các ekip sản xuất nội dung của Đài Truyền hình Việt Nam đang tất bật với những hành trình từ Bắc vào Nam, ghi nhận những khuôn hình đón Tết đẹp nhất gửi tới quý vị khán giả truyền hình cả nước. Không khí Tết khắp mọi miền, phong tục tập quán truyền thống của đồng bào các dân tộc anh em, các câu chuyện truyền cảm hứng trong suốt một năm qua sẽ được thể hiện chân thực, sinh động qua nhiều chương trình với cách thể hiện phong phú và mới lạ. Vâng, và tất nhiên là vào tối 30 Tết thì quý khán giả hẳn không thể bỏ qua điểm hẹn Táo Quân. Chương trình năm nay có rất nhiều đổi mới cả về dàn diễn viên, kịch bản và cách thể hiện. Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, bên cạnh những khoảnh khắc sum họp đón giao thừa cùng gia đình người thân, thì các chương trình Tết là món ăn tinh thần mà quý vị khán giả khắp nơi chờ đón. Đó cũng là món quà xuân mà VTV gửi tới các khán giả mỗi dịp năm mới đến như một lời cảm ơn quý vị đã luôn tin tưởng, yêu quý và đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.